dẫn mọi người cách may khơi chống nắng mà chúng ta không cần dùng máy khâu nhé. Ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị các dụng cụ như sau: một cái tấm vải này, kim chỉ này, kéo này, phấn này, sức dây này và một cái dây dù. Ở đây chúng ta có thể lấy dây dày, bất cứ cái dây gì mà chúng ta sử dụng được, miễn là cùng màu với lại cái tấm vải chúng ta sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái tấm vải lên như này. Đây, chúng ta nhìn mặt trong của vải đây. Và đây là mặt ngoài. Chúng ta sẽ đo cái chiều dài, cái phần ngang này, đấy, của miếng vải. Ở đây là 92 cm, thì coi như là 90 cm. Chúng ta sẽ chia làm 3. Chia làm 3 như sau: 30 này, chỗ này 30. Đấy, chúng ta sẽ chia làm 3 như này. Còn đây này, chiều này của bạn, chúng ta sẽ xem này. Còn đây là 73 cm, thì chúng ta chia làm đôi. Đấy, chia làm đôi vậy thì hai cái điểm này nó trùng nhau này. Bên này bạn. Đấy, chúng ta lấy dấu, chúng ta đánh dấu như này nhá. Đấy, các bạn nhìn với em này. Sau khi đã lấy phần đánh dấu xong này, chúng ta sẽ giữ phim phấn này, lật vải ra đây. Đấy, chúng ta đánh dấu đi hết vải đây. Và đánh dấu cả cái miếng bên dưới nữa. Đấy. Chúng ta lấy kéo, chúng ta cắt mảnh bên dưới, bên trên chúng ta không cắt nhé. Đây là miếng bên trên ta đánh dấu này, chúng ta chỉ cắt miếng bên dưới này. Đấy, kéo nó chích ra một đường như này. Đấy, các bạn đã nhìn mặt chưa? Tiếp tục này, ta trải lên cái tấm vải. Sau đó các bạn lấy phấn này, tương tự các bạn sang hướng này, lấy tay này giữ vào những cái điểm này này, ta sang dấu. Sau đó sang hướng tại đây và chúng ta lại lấy kéo nó cắt ở cái phía sau. Sau khi đã cắt xong nhé, các bạn nhìn bước mình này. Phần này là đã được cắt ra sợi dây của chúng ta này. Ta sẽ cắt sợi dây này làm đôi. Cắt xong, ta sẽ lấy chỉ này, kim này. Sau đó chúng ta sẽ khâu vào, khâu vào mặt trước, khâu vào phần đánh dấu. Câu chắc. Đấy, sau khi sơ xong này, ta chốt mũi nối này, sau đó cho khác chỉ. Mình sẽ luồn, mình luồn cái này ra đằng sau này, đằng lỗ bên này. Đấy, các bạn nhìn chưa, luồn ra. Và các bạn để ra đây. Tấm vải các bạn cũng gặp như này. Tương tự bên này, đây là dấu phấn này, các bạn giữ tay này, các bạn lại lấy kim chỉ các bạn khâu tiếp bên này. Các bạn khâu thật chắc. Khi đã khâu xong này, ta lấy kéo ta cắt ra và chúng ta lại luồn qua cái lỗ nhỏ ở cái miếng đây, ta lại luồn qua cái lỗ nhỏ ở bên này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Sau khi chúng ta đã khâu xong cái phần làm lớp, thì chúng ta luồn lên này ở phần làm mặt sau này, hai mặt sau này, chúng ta lại trải đều ra như này. Đấy, và chúng ta gập đôi. Chúng ta dập đôi mảnh này vào và sau đó chúng ta sẽ cắt lấy kéo này, chúng ta sẽ cắt tát đường ngựa này để chúng ta xui vào vào nhé.
10. Đưa cho con. Từ 10 đến 12 phân. Đưa cho con. Phân là gấp đôi này. Đấy, gấp đôi đoạn này nó sẽ là không. Từ 10 đến 12 phân. Đưa cho con. Sau đó chúng ta sẽ trả cho con. Đưa cho con. Và chúng ta sẽ chui đầu vào đây. Chúng ta có thể làm thêm một cái bước nữa là chúng ta gập vào đây, chúng ta máy một đường để cho cái cổ nó được, cái đoạn cổ này nó chui vào nó được êm. Vậy là trên đây đã hướng dẫn xong cho mọi người cái cách làm quay đi biển mà không cần dùng đến máy may. Chúc các bạn thành công nhé.